mẹ ơi lòng trẻ thiết tha, ăn năn sám hối tại gia tu trì. Con dành ngủ với tam quy, đạo tâm con nguyện hôm nay cao dồi. Đạo nhân con nguyện đắp bồi tu bòn phước đức trả rồi nghiệp xưa. Con nguyện tụng niệm sớm y trưa, ăn năn y sám hối tội xưa thiểu lần. Cầu xin y các y đấng hoàng ân, Chúa Cha mẫu mẹ thánh thần cầu xin mẹ phụ quyền di lòng thành con trẻ hôm nay nguyện cầu. Cầu xin mẹ rưới phước màu truyền cho ba tánh đạo sâu tu hành. Ngày lòng thành cầu người cường báo lòng lành sửa tôn. Cần miền như thế trăng y lô cầu cho ba tâm rừng nhu tu hiền. Mọi người gặp được cái tà quy cánh cõi thiên được về. Bao nhiêu tội lỗi lầm mê, ăn năn nghi sám hối được về lạc ban. Lời Phật rõ ràng thành mì tâm y sáng ma hôi tỏa vàng nước lên. Nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền. Càng ngày si tối đạo biên làm nhiều tội ác chẳng kiên thánh thần. Lại còn khinh rẻ tư ân, chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng. Hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng hy đàn trẻ thơ. Bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng nuốt như cùng nhiều. Mai nhờ con ngạo cũng diêu quay thần tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y năng ngày đêm cầu nguyện siêu thăng cô quyền. Làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiềng rất to. Khuyên
sớm đi lo kêu chạy. Nếu con để già riêng tay cứ mãi cần hạ biết ngày nào lớn, ai mà ân nghĩa bao đàn tu nhân thích đi đức được lớn thiên đình. Nam mô vô thượng hư không diêu trì kim mẫu từ tôn, cảm ứng chứng minh A Di Đà Phật. Kẻ tưởng niệm ơn trên hoàng màu, kính mẹ hiền phủ ở điện độ em. Ba gia ba tâm sớm làng mau mau tỉnh đi giấc kể vàng từ đây. Đừng tưởng thấy mộng dạng là thật, đêm si mê rồi diệt thiện tâm. Quên đi Phật Pháp diệu thâm, đó là phương tiện diệt phàm xưa kiếp người mãi đua chén dân lời, quên hằng đi trong tính ở đời. Mãi ham tiền bạc chơi bời, tháng ngày quên mất những lời mẹ. Còn hư hồng ham mê chè râu, không hại gì bằng tu nhập tâm. Xem thường sĩ diện tình thâm, vừa chung y bàn đó ầm ầm y đánh y nhau. Lại chưa nói ân ý thâm nghĩa trọng, khi rượu vào mắng chửi mẹ cha. Quên đi công nghi đức ông bà phải chăng, vì rượu con là bất nhân. Trong các tội hiếu ân nghi là trong, xin khuyên người tỉnh nghi mộng ăn nghi nâng. Làm con phải giữ đạo hằng, thờ cha kính đi mẹ ông bà tổ tiên. Đôi anh chị cùng là em út, phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn phong môn.
ta dùm giúp bằng lời khuyên bảo. Ta giữ gìn cho rạng giống nồi, khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa trong, khuyên cùng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mọi người lẫn nhiếp lẫn nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ, lầm mê tài vật thường còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Anh ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện dư lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một dạ thiện cầu xin ý tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người trần thế hùng quang thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên, cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc lòng bờ mê, xem thường tổ
trời kêu gọi thiết tha. Ai ơi thức tình đi đến mà tu tâm, thấy người còn khổ ân cần, hỏi thăm sách đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn, ra tay bố thí phước tăng hòa lùi, giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui thức thầy. Cầu xin chư Phật từ bi, đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân, dù gặp tai họa thắm ý thần cứu cho. Thấy đời mà pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sống đào, vàng rồng bạc miếng làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con, sớm giềng cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sau này trở lại hầu cha hầu mẹ còn chi vui mừng. Xem rồi đại hội giữa lần, thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối trao dồi đạo đức để chừa tâm đi tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm, sớm chưa kinh kệ luận đàm thiên nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng. Cầu xin y tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh đầu dòng bài ơn trên Phật tổ cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm
còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sau có vật chân ra chơi với trong bể ái hà, tử sanh sanh tử thật là uổng thay, chỉ bằng kinh kệ hôm nay rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dòng, dù cho bão táp mưa phong kiến tâm định đi tâm như không còn nhờ đức từ bi, vô thường gì bởi sân si hại mình, trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Trời trở gió đông cánh bèo tan rã, có mong hiệp thành bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra, bởi vì trong cõi ta bà dục lạc cám mê dỗ như là ma dương, thấy người chưa tâm thì thương đem lòng khuyên bảo dễ thường có nghe, phải chi ai cũng kiên dè sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi, tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường, thấy đời lầm lạc mà thương không hồi tâm lại tìm đường tu thân, tu là báo bổ tư ân quá hồng ấp lành sống thân tại tiền, thuốc thang bồi bổ thông quyên sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời. Chẳng may cha mẹ qua đời, phận làm em út nghe lời trưởng huynh, làm anh phải trọn nghĩa tình hết lòng đầm mì bọc giữ gìn tình.
tâm môn. Đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác khi đạo chân tu hiền. Ngày ngày cầu bỏ lòng quán trả thù dơ, tương thân tương ái giờ giờ chớ quên. Cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu độ khắp cả năm châu, chán thế vật chất trồng cầu nghĩa nhân. Người người một giả tương thân, kẻ giàu người có lần lần sửa tu. Cầu xin từ phụ Thích Ca đó người sáng mà hối bước qua giác ngàn. Cầu xin Phật tổ Tây Phương soi chuyển đạo pháp độ an thế trần. Mong
tu khuyên chớ dễ vui, gắn công rèn tâm lao chùi thân tâm. Bỏ đi những sự sai lầm, năng hành bố thí diệu tâm pháp màu. Tu Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng thinh thinh, làm sao tránh đi tội thiên đình quả ban. Bây giờ ta chịu cơ hàng theo chân Phật pháp, tai nạn sẽ qua. Mong ai quy kính chánh tà, chọn đường chánh đạo là
tán lục dục phá nhào vô minh. Mình y tâm kiên tâm y giữ dành à, ấn lòng mà tu niệm ấy, thất tình phải hà sang. Bờ mê bên giác lần qua gặp chữ Bồ Tát để mà cùng lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hướng đời long qua Di Lạc Tôn Vương Phật, xin trời đất chứng y minh lòng.
sinh khổ ai vô biên, con thề nguyện độ tỳ duyên cứu người. Phiền não sân hận khắp nơi, con thề nguyện diệt để vui vào lòng. Pháp Phật sâu rộng mênh mông, con thề nguyện học cho thông kiếp này. Dù đường đau lắm trong gai, con thề nguyện đạt như lời hiện tiền. Thành hòa quyển lời kinh, ơn trên hoàng mẫu nhủ lòng xót thương. Ngày nay trần thế người hiền, phát tâm ấm tâm bộ kinh khuyên đời. Đời tu niệm dòi cao, lưu truyền ba tánh gần xa tu hiền. Nghe kinh Phật mẫu hữu duyên, gặp trong đồng đạo người hiền biết tu. Lòng con tình ni tấn ni công phu, quyết lòng chẳng để mờ lũ đạo hiền. Ngày nay tiếp bơ điển thiên liên, trình cha tấu mẹ minh duyên ghi lời. Nguyện trên hoàng mẫu chương tòa, cũng là chữ gì thấm đi thần Phật tiên. Chứng y lòng Phật tử họ Phan, Lan Anh tên gọi dậy thời ngày nay. Pháp danh y tâm thời thành tâm đi ăn ư tâm bộ kinh khuyên đời. Duy thương họ nguyện là con, pháp danh đi tâm đi pháp ngày nay đáp đền. Nghĩa ân lại mẹ thượng tình, chứng lòng Ngọc Thanh con mẹ họ Lư, đồng chung mà phát nguyện thì để lưu truyền chân kinh. Có đi tên gọi anh đi phán, pháp danh đi tâm ấy tạm vàng dồi trao. Trúc ly con mẹ họ Lê, pháp danh ni tâm hạnh ngày nay cũng đắp bồi. Cầu an nguyện tấu thiên đình,
câu tốt tên gọi anh Ni Phan chiều chân Phật đặt đi danh đi tên đề quy y tam bảo vẹn ở đề ngày nay vô tí ân ở dài lập kinh quê duyên lập sanh thiện rộng đài cao thỉnh mẹ ngồi đó ban vàng mẹ ghi tên vàng là trẻ hài nhi mẹ thương ghi ta cũng di đắp bồi ngày sau con trẻ được ngồi đài sẵn thì để con ngồi mà lên trên tâm thầm hòa quyện trên kinh cầu an gia đạo dưới trên thuận hòa việc là mọi việc đắc thành nguyện cầu thất tổ tu quyền siêu văn nguyện cho cha mẹ hiền tiền phước tăng lộc thọ biến niên vinh trường nam mô a di đà phật. Bộ kinh chuyên đời tu niệm phần thứ 27 này do Phật tử Phan Thị Lan Anh sinh năm 1953 pháp danh Tâm Đức hiệp cùng gia đình để phát tâm ấn tống bộ kinh này. Phật tử Phan Thị Lan Anh cầu nguyện cho hiệu Phan Ta Tiết Qua Xin ở 936 Kabahulu Ave Honolulu để cầu nguyện gia đình hưng thạnh quyến thuộc tăng phước quảng viên tấn tài tấn lộc tấn bình an hồi hướng phước báo cho quý Phật tử sở nguyện sở cầu luôn luôn thành tựu cầu chúc cho gia đình quý Phật tử luôn được thành công trong cuộc sống. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Táp Đài chứng minh. Lời Phật rõ ràng thành thì tâm y sáng hối tỏa vàng nước lớn nhưng người trần hạ lại quên mãi đua tài trí bọn chen tước quyền càng ngày si tối đạo điên làm nhiều tội ác chẳng kiên thâm thần lại còn khinh rẻ tư ân chỉ trọng tài vật nghĩa nhân chẳng màng hôm nay còn có ít hàng nhắc nhở đồng đạo cùng đàn trẻ thơ bao năm con cùng dạy khờ gây nhiều nghiệp chướng cùng nhiều mai nhờ con ngạo cũng ở dưới ngoài thành
tam bảo đủ điều thiện căn. Con nguyện giác ngộ ăn y năng, ngày đêm cầu nguyện siêu thăng cô quyền, làm người không biết cơ tổ tiên ông bà cha mẹ thì xiền rất to. Mong ăn y năng
làm con phải giữ đạo hằng. Thờ cha kính mẹ ông bà tổ tiên, đôi anh chị cùng là em út phải xử sao cho trọng nghĩa tình. Thân y kia màu nọ như anh, thương yêu dòng giúp giữ gìn tông môn. Ta dùm giúp bằng lời khuyên bảo, ta giữ gìn cho rạng giống nồi. Khuyên nhau đừng ở lôi thôi, cùng nhau hòa thuận người người ngợi khen. Tình chồng vợ cũng là nghĩa chồng, khuyên cũng đừng yểm cụ kinh y tân. Vợ chồng phải phân phân, chồng khuyên vợ già mười phần yên vui. Đừng nghĩ thế làm ra tiền bạc, rồi mỗi người lẫn nhiếp lẫn người nhau. Nồng lên lớn tiếng mày tao, bên nội bên ngoài sới đào bới lên. Người đời nhớ ông bà đâu bào, con cháu mình ăn ở như vậy. Bởi xưa nghiệp chưa dày đầy, không bòn phước đức chớ rài than gian. Bởi xưa lời Phật rõ ràng, tu thân sửa tâm thiên đàng được lớn. Cúi đầu cầu cần cha hiền, xin cha nương nhẹ trần miền chúng con. Từ lâu phúc đức không bỏ lầm, mê tài vật thương còn thật sai. Đề đầu dòng bãi kim giới, tình cha tấu mẹ hôm nay con nguyện. Ăn ngay ở thằng thiện duyên, dùng lời nhân nghĩa bao khuyên mọi người. Nói theo tính Phật ở đời, dù cho nghèo có một lời không thay. Đêm ngày cầu nguyện giữ lai, Nam mô sáu chữ thảo ngay kính nhường. Một lòng một giả thiện cầu xin ý tam bảo ơn trên độ người đạo đức qua bên gia.
cầu xin Phật tổ Tây Phương độ người trần thế hùng quang thành thiền. Ai mà ăn ở thiện duyên cầu xin ngọc đế chư thiên độ dầm. Ai mà lạc ở lòng bờ mê xem thường tội phước ở nào nề thân nhớ. Mau mau sám hối kịp giờ trao dồi tâm ý đạo sáng đỏ kỳ lời kêu gọi thiết tha. Ai ơi thức tình đi ráng mà tu tâm, thấy người cùng khổ ân cần hỏi thăm sắc đi dốc vàng cánh không bằng. Thấy người bệnh tật khó khăn ra tay bố thí phước tâm hòa lùi, giúp người bớt khổ mình vui, phương tiện bố thí tội lui tức thầy. Cầu xin chư Phật từ bi đó người sám hối sân si bỏ dần. Ai mà làm phước đi làm nhân dù gặp tai họa thánh ý thần cứu cho. Thấy đời mà pháp không y lo, không tu không sửa mãi lo làm giàu. Rồi đây gặp lượng sóng đào, vàng rồng bạc nén làm sao giữ con. Đôi lời nhắn nhủ bà con sớm diền cô bác kháng bòn phước đi. Đêm ngày niệm chữ từ bi, tâm kia tính đi nọn sửa đi kịp giờ. Sao hầu cha hồ mẹ còn chi vui mừng, xem rồi đại hội giữa lần thấy đời thành trị như đường yêu xưa. Bây giờ tập xong đi muối trao dồi đạo đức để chừa tấm nhị tham. Rèn lòng tu sửa sắc phàm sớm trưa kinh kệ luận đàm thiện nhân. Khuyên đừng tính đi thiện so hơn, lòng mình đã chọn từ bi, thấy sai thì sửa còn chi quý bằng.
xin y tam bảo gia tăng, đó người đạo hạnh thần đàn chánh tôn. Đầu dòng bài ơn trên Phật tổ, cứu độ người bớt khổ lầm mê. Trần gian lắm nỗi ê chề, tu tâm dưỡng tâm tìm về quê còn say đắm đam mê vật chất, càng lúc sâu khó vật chân ra chơi với trong bể ái hà, tử sanh sanh ý tử thật là chỉ bằng kinh kể hôm nay. Rèn lòng sửa tâm đi tháng ngày thông dông, dù cho bão táp mưa phong, kiến tâm định đi tâm như không. Con nhờ đức từ bi, vô tương gì bởi sân si hại mình, trôi lăn trong kiếp phù sinh hiệp tan than hiệp lục bình trôi sông. Đến khi trời trở gió đông, cánh bèo tan rã có mong hiệp thành. Bây giờ còn kiếp nhân sanh, đó là phước lớn lòng lành ráng tu. Ai mà học được chữ nhu, tiếp theo chữ nhận như mồ sáng ra. Bởi vì trong cõi ta bà, dục lạc cám mê dỗ như là lòng khuyên bảo dễ thường có nghe. Phải chi ai cũng kiên dè, sợ tội sợ lỗi khác mà tu thân, để sao dứt bỏ xác trần. Tây phương tịnh ý độ an nhàn thấm thơi, tham chi dục lạc trong đời là đường luyến ai đến nơi vô thường. Thấy đời lầm lạc mà thương, hồi tâm lại tìm được
hoa hồng ấp lạnh sống thân tài tiền thuốc thang bồi bổ không quyên sớm thăm y tối duyên thường xuyên chớ rời bọc giữ gìn tâm môn đó là đạo đức trường tồn cầu cho cô bác đi đạo trên tu hiền ngày ngày cầu nguyện chư thiên độ cho bá bỏ lòng quán trả thù dơ tương thân tương ái giờ giờ chớ quên cầu xin y tam bảo ơn trên độ con trí tuệ lập nên đạo màu độ khắp cả năm châu chán chê vật chất trồng cầu nghĩa nhân người người một giả tương thân kẻ giàu người có lần lần sửa tu sớm tối cần chuyên hiểu thông kinh kệ kết duyên Phật đà cầu xin từ phụ Thích Ca độ người sám hối bước qua giác ngàn cầu xin Phật tổ Tây Phan soi chuyển đạo pháp độ an thế trần xưa kia hung dữ bội phần hôm nay sửa tánh gieo nhân hòa lòng thật
thành thở trời chính ni Phật phát sanh ni Bồ Đề. Xưa thì dục lạc lầm mê, ngày nay sáng mà hối lần về quê xưa. Diệu trì mẹ đợi sớm trưa, con nào thức tình mẹ đưa rước về. Kim giai con được hầu kề hầu cha hầu mong sao ba tâm ni chí thành ăn năn ni sám hối phước sanh hòa lùi. Đã tu khuyên chớ dễ vui, gắn công thèn tâm lao chùi thân tâm bỏ sự sai lầm, năng hành bố thí diệu tâm pháp màu. Tu hành Phật chẳng bỏ đâu, khuyên cùng cô bác mau mau sửa mình. Lưới trời lòng lòng làm sao tránh đi cõi thiên đình quá vang. Bây giờ ta chịu cơ ngàn theo chân Phật pháp tai nàng sẽ qua. Mong chọn đường tránh đi đạo đề mà tu tâm, tu là biết trọng thánh ni thần. Bà con cô bác nghĩa nhân phải tròn, tu mà phước khi đức không ở bọn còn chi thân. Tu là làm phước làm nhân, giúp người là ư bước cơ bằng nắng tay. Mặc ai đùa trí phô tài, đường ngay nẻo tăng đăng ở trần thông dòng rào bước ghé kinh người người. Sau này như thế hoa tươi liên hoa là người mà sanh ta. Nam mô sao chờ Di Đà, thường xuyên mà tụng niệm thân quay lại thì để đổ ai.
làm người biết niệm từ bi, thân tâm bi khẩu tu thì phải sống thanh ni bần, cầu xin ni tam bảo hồng ân phù đầy. Thọ quân sắp tới hết đây, không tu không sửa hội này hết trơn. Ông sao thó cầm ta bà dễ miền mà cất lạc, Phật đà thầm thơi ham chi trần hạ đu bơi. Lời ngọc châu tu hiền, chúng con xin nâng tâm hoằng pháp đến mọi nhà. Còn hương đời long hoa, Di Lạc tôn dương Phật, xin trời đất chứng nghi minh lòng.
vô cực đại từ tốn cảm ứng chứng minh. Sanh thường trâu chân ni pháp minh, Như Lai quá khứ tỳ bà thí Phật. Nam Trụ tam bào, Nam mô Bổn